Truyền thuyết Sơn Tinh Thủy Tinh. Hùng Vương thứ 18 có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp như hoa, tính nết hiền dịu. Vua cha yêu thương nàng hết mực, muốn kén cho con một người chồng thật xứng đáng. Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn, một người ở vùng núi Tản Biên có tài lạ, vẫy tay về phía đông nổi cồn bãi. Vẫy tay về phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém. Gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Người ta gọi chàng là Thủy Tinh. Một người là chúa vùng đon cao, một người là chúa vùng nước thẳm. Cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng. Vua Hùng băn khoăn, không biết nhận lời ai, bèn cho mời các lạc hầu vào bàn bạc. Xong vua phán: hai chàng đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho người nào. Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con gái ta. Hai chàng tâu hỏi đổ sính lễ cần sắm những gì. Vua bảo: 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh chưng, và voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao, mỗi thứ một đôi. Hôm sau, mới tờ mờ sáng, Sơn Tinh đã đem đầy đủ lễ vật đến rước Mị Nương về núi. Thủy Tinh đến sau, không lấy được vợ, đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo, đòi cướp Mị Nương. Thần hô mưa, gọi gió, làm thành sông bão, rung chuyển cả đất trời. Dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh. Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi. Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh trên một biển nước. Sơn Tinh không hề nao núng, thần dùng phép lạ, bốc từng quả đồi, rời từng dãy núi, dựng thành lũy đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước sông dâng lên bao nhiêu, đồi núi cao lên bấy nhiêu, hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời. Cuối cùng, Sơn Tinh vẫn vững vàng, mà sức Thủy Tinh đã kiệt, thần nước đành rút quân. Từ đó oán nặng thù sâu. Hàng năm Thủy Tinh làm mưa, làm gió, bão lụt, dâng nước đánh Sơn Tinh. Nhưng năm nào cũng vậy, thần nước đánh mỏi mệt, chán chê, vẫn không thắng nổi thần núi để cướp Mị Nương, đành rút quân về.